Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang phối hợp cùng Ủy ban mặt trận phường Vĩnh Quân tổ chức phát tặng 70 xuất quà cho các đối tượng hộ cận nghèo, hộ khó khăn, hộ mua bán vé số trên địa bàn phường Vĩnh Quân. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, một thùng mì gói, dầu ăn, nước tương, bột ngọt, hạt nêm, đường, trứng, khẩu trang, thuốc, rau củ quả, với những phần quà này sẽ giúp cho các hộ khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh, giảm bớt khó khăn, an tâm và sớm ổn định cuộc sống.